Lời tâm sự: mới cưới đã ly hôn vì chuyện ân ái phải xin chồng mới có. Các bạn thân mến, việc gần gũi vợ chồng luôn luôn là một điều mà những người trẻ, những cặp vợ chồng vừa mới kết hôn luôn luôn rất mong đợi. Và chúng ta thì không thể phủ nhận được rằng tình dục là một trong những điều khiến cho cuộc sống hôn nhân của chúng ta trở nên hạnh phúc và thăng hoa hơn. Và nó chính là điểm khác biệt duy nhất giữa tình bạn và tình yêu. Và cũng chính bởi vai trò rất quan trọng của nó, cho nên xung quanh chuyện vấn đề ân ái vợ chồng luôn luôn có rất nhiều chuyện xảy ra. Và ngày hôm nay thì chúng ta hãy cùng đến với lời tâm sự: khi mà mới cưới đã ly hôn vì chuyện ân ái vợ chồng thì phải xin mới có. Điều này cho thấy đây là một sự hòa hợp trong chuyện vợ chồng. Và chúng ta hãy cùng nghe câu chuyện này ngay sau đây. Năm nay em 30 tuổi, em lập gia đình sau 3 tháng tìm hiểu. Chồng em là bạn của một người bạn em. Chồng em hơn em 3 tuổi và chúng em về chung sống với nhau được 3 tháng thì đã bắt đầu nảy sinh mâu thuẫn. Hai vợ chồng ly thân đến 6 tháng và đến tháng 9 vừa rồi thì đã ly hôn. Nguyên nhân đầu tiên là do thói quen rượu chè và bạn bè của anh. Em cố gắng sắp xếp nhà cửa, cơm nước đợi anh đi làm về. Nhưng mà làm xong thì anh vẫn lang thang bạn bè. Có hôm thì đi hát đến 2 giờ sáng mới về. Em hầu như toàn phải ăn cơm một mình, hoặc có hôm anh ăn với em mà bạn gọi thì anh cũng lại đi luôn. Nguyên nhân thứ hai, và cũng chính là nguyên nhân mà em muốn đề cập ở đây, đó là do hai vợ chồng em còn trẻ, cách cư xử và cái tôi cao quá. Em đến với anh ấy là người đầu tiên. Trước đó em đã có một tình yêu sinh viên, nhưng chúng em không bao giờ đi quá giới hạn. Em còn nhớ đêm đầu tiên, anh say nên là chúng em chỉ ôm nhau rồi ngủ. Và phải đến một tuần sau thì chúng em mới quan hệ. Nhưng mà anh ấy thì không âu yếm, yêu thương gì em, mà chỉ dùng tay đưa vào. Em đau quá mà anh ấy vẫn vô tâm, bảo em là có một tí mà cũng phải kêu. Quả thật lúc đấy là lúc mà em tủi thân nhất và đau đớn nhất. Em không nghĩ rằng em giữ gìn để gặp phải người chồng như thế này. Những ngày sau đó thì anh chỉ ngủ và chúng em cũng không làm gì. Em thậm chí còn chủ động ôm anh ấy, tình cảm với anh ấy. Nhưng mà anh ấy không phản ứng gì. Em hỏi anh ấy muốn có con không thì anh ấy lắc đầu và bảo là mệt nên là để anh ngủ. Vợ chồng mới cưới mà sinh hoạt rất ít, nhiều đêm em nằm rất ức chế. Nhiều khi em phải khắt lên thì anh ấy mới tình cảm với em và chỉ làm cho xong chuyện. Trong 3 tháng mà vợ chồng chỉ sinh hoạt có 3 đến 4 lần. Anh ấy hay chê tóc em hôi, ngực em bé, hay là người em không thơm tho, hay là em không gợi cảm, hay là dùng nước hoa này hay cái gì đó để tăng hương phấn. Em về tâm sự với mẹ và bạn bè, mọi người thì khuyên em ăn mặc gợi cảm, xịt nước hoa. Em cũng đã làm như vậy, nhưng mà chồng vẫn không thích, và lần nào thì cũng bảo anh mệt lắm để anh đi ngủ. Em cũng hỏi đồng nghiệp của anh ấy xem là công việc của anh dạo này có tốt hay không, anh có gặp khó khăn gì trong công việc hay không. Nhưng mà đồng nghiệp bảo là công việc của anh ấy vẫn hoàn toàn bình thường. Mỗi khi em hỏi anh là vợ chồng lấy nhau mà anh nằm cạnh em, anh không có cảm tình gì hay sao? Mấy tháng trời anh cũng không thương em hơn được à? Hay là anh có người khác thì anh bảo. Nhưng mà anh lại không nói gì sau tất cả những câu hỏi này. Sau đó thì em có tâm sự với bố em. Bố em có đưa anh đi khám nam học. Và đây có lẽ là sai lầm lớn nhất cuộc đời của em. Anh ấy giận em và bảo em làm mất thể diện của anh ấy. Bố em cũng ân hận vì chuyện này, vì dù sao cũng là bố vợ lại đi can thiệp quá sâu vào chuyện này của con gái. Anh ấy thậm chí còn đuổi em ra ngủ riêng, và nếu như em có chủ động ôm anh ấy thì lấy tay đánh em và đẩy em ra. Anh ấy bảo em suốt ngày chỉ nghĩ đến việc này. Quả thật nhiều khi em cảm thấy nhục nhã cứ như là đi ăn xin. Nhiều đêm ôm anh thì anh ấy quay mặt đi. Rất nhiều đêm em khóc mà anh cũng không phản ứng gì. Anh còn bảo với em là sống 3 hay 5 năm nữa thì cũng không thể nào có tình cảm với em được. Cuối cùng thì về quá mệt mỏi, em đã quyết định ly thân và nộp đơn. Gia đình và bạn bè biết chuyện cũng đều ủng hộ em làm việc này. Và sau 9 tháng yêu nhau, vừa rồi chúng em đã ly hôn xong. Dạo gần đây thì anh ấy hay nhắn tin hỏi thăm em. Anh thanh minh là anh không bị bệnh gì cả và anh không làm sao cả. Em thật sự rất hoang mang. Em có nên cho anh ấy một cơ hội hay không? Và liệu khi em quay lại thì anh ấy có đối xử với em như thế nữa hay không?
Các bạn thân mến, thực sự là chúng ta cũng cảm nhận được những khó khăn về mặt tâm sinh lý nơi bạn gái này khi mà lấy phải một người chồng vô tâm và hờ hững với mình đến như vậy. Chúng ta thì đều cũng không thể rõ lý do gì mà người chồng lại lơ là chuyện ân ái với vợ chồng đến như vậy. Mà thực tế thì những cặp đôi mới kết hôn thường có đời sống tình dục rất mạnh mẽ. Nhưng mà người chồng này thì lại không giống như vậy. Và sau đây là những lời khuyên từ phía chuyên gia. Trên thực tế thì có rất nhiều yếu tố làm ảnh hưởng tới chuyện chăn gối của vợ chồng. Như là về mặt sinh lý thì các bệnh lý về tim mạch hay là huyết áp, tiểu đường hay là các bệnh lý về viêm nhiễm tại cơ quan sinh dục, bệnh truyền nhiễm hay là gặp vấn đề về cương dương hay là đang điều trị các bệnh lý mà gặp phải tác dụng phụ của thuốc thì cũng gây ra tình trạng mệt mỏi và không hứng thú hay là không đủ tự tin khi quan hệ hay là gần gũi với vợ. Tuy nhiên, về mặt vấn đề sinh lý thì gần như bạn gái trong câu chuyện này cũng đã có câu trả lời qua lần kiểm tra đó. Còn về mặt tâm lý thì có thể là do người chồng cảm thấy quá căng thẳng, áp lực trong công việc, trong đời sống và những điểm mà người chồng không hài lòng về người vợ cũng là một phần của nguyên nhân. Thiết nghĩ đã lấy nhau rồi thì hai bên nên biết chấp nhận những điểm chưa hoàn hảo của nhau và góp ý để đối phương thay đổi sao cho hoàn thiện hơn mỗi ngày. Nhưng mà người chồng bạn trong câu chuyện này thì lại đang không làm được việc đó. Với câu nói sống 3 năm hay 5 năm nữa thì không có tình cảm gì với bạn gợi lên rất nhiều suy nghĩ ở đây. Chúng tôi cũng có thể thấy là bạn đã rất tích cực trong việc tìm kiếm nguyên nhân và cố gắng cải thiện tình hình. Thế nhưng tình hình lại càng trở nên xấu đi. Chồng bạn có thể giận bạn vì lựa chọn hành xử của bạn, nhưng mà nhìn rộng ra thì anh ấy sẽ cảm thông được với bạn, thấy được tình yêu của bạn dành cho anh ấy mới đúng. Tuy nhiên thì cũng không loại trừ một số yếu tố như là anh ấy có người khác hay là anh ấy đang có vấn đề về giới tính của mình. Vì vậy nếu muốn kỹ càng hơn thì bạn hãy chú ý quan sát thêm để biết anh ấy có những vấn đề gì khác thường nữa hay không. Đến khi ly hôn rồi thì anh ấy mới muốn thanh minh. Vậy anh ấy có nói được vì sao mà mình không muốn quan hệ hay không? Anh ấy phán ra phải hiểu rằng những đòi hỏi sinh lý ở bạn là hoàn toàn bình thường và phù hợp với quy luật sinh lý. Và điều bất thường duy nhất ở đây lại đang nằm ở chỗ anh ấy. Sự quan tâm và thanh minh đó cho thấy là anh ấy đang muốn quay về, muốn gia đình đoàn tụ. Vẫn biết rằng bạn cũng muốn vợ chồng hòa hợp, nhưng mà những chuyện đã qua làm cho bạn hoang mang và phân vân thật nhiều. Vì vậy chỉ khi bạn tìm hiểu kỹ được nguyên nhân khiến cho anh ấy không có ham muốn tình dục với vợ trong giai đoạn đáng ra phải rất nồng nhiệt này, biết được nguyên nhân vì sao thì mới đủ cơ sở để đưa ra quyết định xem chuyện có cho nên cho nhau cơ hội quay trở lại hay không. Bản thân hai bạn đã kết hôn để rồi ly hôn một cách nhanh chóng cũng bởi thời gian tìm hiểu nhau quá ngắn và biết quá ít về nhau. Vì vậy nếu như thực sự còn yêu, còn tình cảm thì hãy dành cho nhau cơ hội. Thế rồi có cơ hội thì cần thiết phải biết giới hạn thời gian cũng như là để họ thấy được giá trị của cơ hội đó. Có lẽ không ai có thể trả lời được rằng quay về với nhau khiến cho anh ấy có thể đối xử với bạn tốt hơn nữa hay không. Cái này thì cần phải được kiểm nghiệm về sự thể hiện của anh ấy thông qua thực tế và thông qua những cảm nhận của bạn. Chúng ta đều đồng ý rằng tình dục thì tuy không phải là yếu tố duy nhất quan trọng trong cuộc hôn nhân, nhưng mà nếu thiếu đi sự nồng nàn trong chuyện chăn gối thì sẽ khó có được một cuộc hôn nhân hạnh phúc và bền lâu. Vậy nên nếu như thời gian quay lại với nhau mà anh ấy thực sự đã thay đổi, yêu thương và trân trọng bạn hơn, cố gắng làm hài hòa chuyện tâm sinh lý thì mới nên tiếp tục. Còn nếu như nó chỉ là sự hời hợt, qua loa đại khái thì thật là không nên một chút nào. Bạn nên mạnh mẽ vượt qua chuyện này và tìm cho mình một người phù hợp hơn. Không nên lãng phí thời gian và tuổi xuân của tuổi trẻ của bạn vào những người chồng không thể làm chồng được như vậy. Chúc bạn luôn luôn lạc quan và có những quyết định thật sáng suốt trong cuộc sống. Các bạn thân mến, hy vọng là với những lời chia sẻ và lời khuyên trong video ngày hôm nay thì cuộc sống anh ta đang góp phần cung cấp cho bạn những kiến thức cũng như là những lăng kính để chúng ta có một cuộc sống hạnh phúc hơn. Thời lượng của video đến đây đã hết rồi. Quý vị cùng bớt chút thời gian đọc và nhấn nút yêu thích để đăng ký kênh, ủng hộ và cũng là động lực cho đội ngũ biên tập có thêm nhiều video hay và bổ ích hơn nữa. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.